Chào các bạn, hôm nay tôi hướng dẫn các bạn kiểm tra sửa chữa trên cái bếp hồng ngoại. Hồng ngoại đang báo lỗi là H1. Đang báo lỗi H1 này thì các bạn sửa chữa cái này như thế nào. Khi mà tháo ra lỗi H1 này nguyên nhân là do là nó khả năng là bên trong cái bếp này nó có một cái con cảm biến này thì cái mạch nó rất là đơn giản đây, nó có mạch vi xử lý này, mạch vi xử lý này vừa rồi bật lên là thấy là nó vẫn còn điều khiển được, có nghĩa là mạch vi xử lý nó không có vấn đề gì. Đấy, khi mà nó đóng cấp điện đây, cái này có con chi ác này, đấy, hai con này con chi ác, hai con thống cho hai cuộn dây, đây một đầu dây vào này. Cuộn thứ nhất này, cuộn thứ hai này. Đấy, đây là một đầu dây vào này, là chia làm hai cuộn. Cuộn 1, cuộn 2 này. Thì đây là hai con giáp. Hai con này là hai con đóng ngắt cấp điện con này thôi. Thì nó được đưa vào một con cảm biến nhiệt này, đưa vào đây. Đấy, để biết được là nhiệt độ đo vào nào, đưa con NM358 so sánh. Thì đầu tiên kiểm tra cái con này. Con này kiểm tra rất đơn giản đấy. Bình thường khi mà nó chạy ngon ấy thì là nhiệt độ thường thì điện trở của nó rất là thấp. Đây sẽ đo để thăng đo. Rồi, một chân. Chân thứ hai. Không chạy. Tháo con này ra để kiểm tra. Bình thường ấy, cách sửa nhanh ấy, là các bác cứ tháo con này ra rồi thay con mới là xong, cách làm nhanh nhất. Nhưng mà cái con này ấy, là cái dây này là dây điện trở, nên là không nhất thiết là phải tháo để thay con mới, nên là các bạn hoàn toàn có thể chế cháo sao tiết kiệm. Đấy, cái kéo cắt nó ra. Đấy. Nhà em đồ đạc làm xong vứt lung tung. Đây này, đứt cái dây này, đấy. Dây này bị đứt này. Thấy không? Dây này bị đứt này. Thì bình thường á là sẽ bỏ đi, nhưng mà cái này thì ta đã, theo tôi thì cứ nó là tất cả cái dây này nó giống nhau, nên là các bác làm như thế này, luồn nó lên, để cho nó dẫn nhiệt cho nó tốt thôi.
vụ cho bác nào bác ở nhà không 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 chuyên về sửa chữa đồ điện ấy, bác cũng làm được, đỡ phải mang đi thợ tốn kém. Nhà chỉ cần có đằng nào cũng phải mua một cái đồng hồ điện, với cả một cái vài tu vít thì thỉnh thoảng sửa chữa đồ điện trong nhà, không cần thiết là phải mang ra thợ. Đấy. Sau khi làm xong rồi như này nhé, đấy, trở lại rồi, bây giờ bắt đầu đo này, đo lại nhé, đo lại. Ok, đó, cái này đã chạy xong, lắp lại này. Ôi nhanh thế rồi ạ. Đấy, nhanh thế thôi. Đây là khắc phục cái sự cố của bệnh H1. H1 là cái lỗi mà không cái cảm biến này nó bị lỗi. Bếp hồng ngoại nó dễ, bếp từ nó cũng phức tạp hơn một chút nhưng mà nó cũng dễ thôi. Cái đồ này cũng không có gì là khó, anh em có thể đều tự làm được. Sau khi khắc phục xong thợ nó hơi ngắn, để qua lại nhé. Thiếu cái gì đây. Động này thử thì đừng có động vào đấy nhé, để cắm thử này. Và cái lỗi khác ví dụ như là cái con cảm biến này mà nó vẫn lên số đấy, ít nhất là nó vẫn lên số 00 đấy, mà bật nguồn nó bị loạn hay gì đấy, loạn cảm ứng ấy, thì thứ nhất là nó bị hỏng cái lỗi cái phím này. Đấy, phím này lâu ngày nước nó vào hay là ẩm này, nó bấm là nó không nhạy. Đấy, thứ hai là cái nguồn này nó nhiễu sang cái này, nguồn nhiễu thì là do cái này, do con tụ lọc nguồn này. Thế thôi. Đấy, nó tụ lọc nguồn lâu ngày nó khô đấy. Nó giảm. Đấy. Xem là có lỗi không? Thấy không các bác? Ok, đã nóng. Đấy, đã chạy rồi. Đây, đây Wow, là cách nóng khắc hẳn phục. luôn. Đây là cái cách khắc phục cái lỗi H1. Thấy nhá. Rồi đóng vào sau trả khách. Wow, nóng thế. Xin cảm ơn các bác. Xin chào. Good, good.